sau này anh mới biết bông hoa đó không phải của anh. Chẳng qua là anh đã đi ngang qua đúng mùa hoa đẹp nhớ. Còn tim anh cứ ngỡ là xuyên số, thì ra đó chỉ là chuyện hư vô. Lý do chia tay là gì em có biết không? Vì em không yêu anh như anh yêu em, vì em xem anh chỉ là nhớ thời. Ngày mai trôi vai như ai, làm sao anh mà có em? Mãi sau này xa nhau anh mới thấu, suốt chặng đường khi ai biết đâu. Người mình từng thương dường như hai người xa lạ đã biết hết về nhau. Sau này gặp nhau anh muốn biết mùa hoa đẹp nhất em có nhớ gì. Ngày đó yêu nhau lúc xuân thì mà điều gì làm em quay lưng đi? Nếu gặp lại nhau em vẫn ôm anh, hay em sẽ né tránh anh? Chỉ dám bằng đôi câu chào, dạo này anh sao? Mãi sau này anh mới biết người đó không phải người yêu anh. Chẳng qua là anh đã đi ngang qua đúng anh người cô đơn nhất. Thì thầm vài câu mình nói yêu nhau, thế nên chuyện mình cũng chẳng tới đâu. Lý do chia tay là gì em có biết không? Vì em không yêu anh như anh yêu em, vì em xem anh chỉ là nhất thời. Người mãi trôi vai như anh, làm sao anh mà có em? Mãi sau này xa nhau anh mới thấu, suốt chặng đường khi yêu ai biết đâu. Người mình từng thương giờ như hai người xa lạ đã biết hết về nhau. Sau này gặp nhau anh muốn biết mùa hoa đẹp nhất em có nhớ gì. Ngày đó yêu nhau lúc xuân thì điều gì làm em quay lưng đi? Nếu gặp lại nhau em vẫn ôm anh, hay em sẽ né tránh anh? Chỉ dám bằng đôi câu chào. Sau này gặp nhau điều gì làm em quay đi? Nếu gặp lại nhau em vẫn nói